Còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin về diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước, mới đây thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã vừa có quyết định phân bổ 2.445.900 liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ em với độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi do chính phủ của Australia viện trợ. Như vậy, đến nay đã phân bổ hơn 7 triệu vaccine cho trẻ trong độ tuổi này. Đây là đợt phân bổ vaccine phòng Covid-19 thứ 148 tính từ tháng 3 năm 2021 đến nay. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã yêu cầu các đơn vị sau khi tiếp nhận tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ. Vaccine phòng Covid-19 Pfizer được phân bổ trong đợt này đóng lọ 10 liều. Sau khi pha loãng mỗi liều 0,2ml, vaccine có hạn sử dụng trên nhãn lọ là ngày 30 tháng 9 năm 2022. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 9 triệu 669.100 liều vaccine phòng COVID-19 Moderna và Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo Bộ Y tế, qua thống kê, cả nước có khoảng hơn 11,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, do khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19, nên số trẻ này sẽ được tiêm khoảng từ tháng 7 đến tháng 8 của năm nay.